Em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên buổi trưa ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024. Bước sang một tháng mới thì em Nhung xin kính chúc anh chị có một tháng mới thật là bình an, hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui. Và tháng mới thì nhà em vẫn không quên nhiệm vụ là vẫn tiếp tục nhập thêm cho anh chị những cái sản phẩm hoa lan mới về để phục vụ nhu cầu chơi lan các bác. Bởi vì nghỉ lễ thì anh chị tất nhiên là vẫn sẽ đi chơi, một số anh chị thì ở với gia đình, nhưng mà bên vận chuyển thì em thấy là cũng có một số nơi người ta vận chuyển, có nơi người ta không. Nên để đảm bảo nhất cho các anh chị là các đơn hàng anh chị đặt ấy, thì trong ngày hôm nay, ngày mai bên em sẽ dành để cho anh chị sang ngày mùng 3. Sáng ngày mùng 3 bên em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh chị nhá. Hôm nay thì em về rất là nhiều những sản phẩm mới các anh ạ. Đấy, nên là trong cái thời gian này anh chị mà có thời gian, mọi người theo dõi, ủng hộ em Nhung. Hàng hoa, hàng nụ về rất là nhiều. Đây là những cái cây mãn thiên hồng này các anh này. Đấy. Và đây là những cái cây thạch hộc tía, trầm tím. Hôm nay rất là nhiều loại mặt hàng luôn. Cả nhà có điều kiện, có thời gian thì các anh chị ghé qua cơ sở nhà em ở Gia Lộc, Hải Dương để lựa chọn mua sắm cho mình cái giỏ lan đẹp nhất nha các anh chị nhá. Hàng về rất là nhiều loại. Và ngoài cung cấp hoa lan thì bên shop có bán thêm cả phân thuốc ạ. Những sản phẩm phân bón vô cùng là hữu ích cho phong lan và cả bộ máy tưới lan nữa ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu mà tìm kiếm một cái bộ sản phẩm máy tưới lan cho cái mùa hè nhà mình ấy thì có thể là tin tưởng và ủng hộ em. Cái bộ sản phẩm nhà em đang có chương trình là miễn phí ship toàn quốc. Và phí ship toàn quốc thì giá chỉ có 480 một bộ. Đầy đủ hết các loại, tất cả các linh kiện rồi. Đấy, hàng nhà em thì bây giờ đang ra hàng ra và chuẩn bị lên kệ và lên sóng cho anh chị. Và bây giờ thì em sẽ đi luôn vào những sản phẩm chính trong ngày hôm nay nhé các anh chị nhé. Trầm tím rừng mọi người ơi, đã anh chị nào chờ đón cái lô trầm tím nhà em chưa ạ? Đấy, trầm tím này hôm nay có những cái thân nù luôn này mọi người ơi, thân nù này rất là đẹp này, mọi người ạ. Đây cái trầm tím này đẹp dã man, cái lô trầm tím ngày hôm nay nó là hàng rừng các anh chị ạ, nhưng mà người ta lại thuần vào cho anh chị những cái cốc như này để chia sẻ cho anh chị mỗi người một chút. Chậu thì nó cũng đanh, cũng có những cái cây mà đã bây giờ đã chuẩn bị là thắt ngọn và chuẩn bị xuống lá rồi. Tại vì đây là trầm thân nù, thân ngắn. Các anh chị nhìn này. Trời ơi đẹp lắm các anh chị ạ. Nó thì tuy nó không dài đâu bởi vì trầm giá trị nó rất là cao. Nên là trầm tím rừng hôm nay em chia sẻ anh chị một cốc trầm tím như thế này nhá. Em nhớ cái thời điểm đợt mà em bán cái hàng hoa ấy, một chậu trầm nó rơi tầm 95 đến 100 gram một chậu. Ngày hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị chậu này nó đang bây giờ mới chuẩn bị là thắt ngọn xuống lá cho hoa thôi. Giá hôm nay là 55k một chậu nha mọi người, nghe không nhầm đâu ạ. 55.000 đồng một chậu. Hôm nay anh chị nào mua 6 chậu trầm em sẽ miễn phí ship. Đấy, trầm hôm nay rất là đẹp nên là mọi người cứ mua cho em số lượng nhiều đi. Giá rẻ luôn. Đấy, chưa bao giờ em bán cho anh chị một cái giá chỉ có hơn 50.000 đâu. Loại này đến Tết cũng phải rơi tầm 85-90. Còn hàng hoa còn trên nữa các anh ạ. Đấy, 55 cốc, 55.000 một cốc nha. Cái này gửi ít nhất từ 3 cốc, còn mua 6 cốc em bao ship. Hoàng nhạn An Ba, dòng hoàng nhạn đột biến, hoa vàng lưỡi trắng cả nhà ơi. Nhà em lại về thêm này các anh chị này. Đây các anh, em nói không sai nhưng mà thật sự các anh chị là những cái hàng này rất là hot. Nó cứ về đi rồi nó lại về tiếp. Nhà em luôn luôn lúc nào cũng sẵn hàng. Đấy, bán lúc nào cũng cháy hàng luôn các anh chị. Hoàng nhạn này là hoa vàng lưỡi trắng. Đó là dòng hoàng nhạn đột biến nha các anh chị nhá. Đấy ạ, hoàng nhạn đột biến này thì cây hôm nay rất là nhiều cặp lá, là một cây to. Và lần này thì nhà em đang chia sẻ cho anh chị một cây hoàng nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng này. Giá chỉ có 150k thôi. Các phiên trước em nhớ cái lô đầu tiên khi về ấy, cái loại nhạn này nó rơi tầm 170 đấy. Các anh ạ, hôm nay em bán 150 là em bán vừa kỷ niệm cho anh chị nhá. 150 hoàng nhạn đột biến. Theo thì em về hôm nay em về một lô Vanda. Cả nhà ơi, cái Vanda hôm nay em về cây đôi, cả nhà nhìn này. Em vừa dỡ hàng ra này, hàng này của Thái Lan. Vanda này là hoa màu hồng và bông của nó là bông đại các anh chị nhá. Cây đôi luôn, một chậu hai cây. Một chậu hai cây như thế này. Thường cây đơn là đã là 120 nhưng mà cây đôi này anh chị chỉ thêm 40 nữa là các anh chị được một cây đôi rồi. Và em chia sẻ anh chị một cây Vanda đôi mà hoa của nó bông to. Giá là 160.000 đồng một chậu, 160.000 đồng một chậu Vanda hồng đại nhá, bông màu hồng. Hồ điệp mãn thiên hồng ạ. Thực ra thì trong cái dòng mini thì cây mãn nó vẫn là cái cây nổi tiếng nhất, bởi vì thứ nhất này mọi người này, độ bền về nó, cái cây mãn nó bền nhất trong tất cả dòng hồ điệp. Nó bền chơi từ 3 tháng, có những khách chơi 4 tháng, 5 tháng mới tàn. Cây mãn thiên hồng đấy, đây là cây mãn thiên hồng. Và hàng mãn nó là dòng mini nhưng mà nó là mini phân nhánh. Có những cây mini như nó lại không phân nhánh các anh ạ. Này, hàng của nó phân nhánh này các anh này. Đấy, những cái nhánh đợt này nó phân ra rất là đẹp luôn. Và cả nhà nhìn cho em cái lô hôm nay nhá. Cây lớn lắm các anh ạ. Cốc này là cốc 3.0. Bởi vì mọi người ơi, size hồ điệp nó sẽ có sang là từ 2.8
1.8 này, từ 1.7 nữa cơ. Nó nhiều mức sai lắm. Nhưng mà từ 2.8 này xong lên 3.0 là 3.0 lên 3.5 luôn. Còn cái loại 2.8 là cốc của nó khá là bé, cây khá là non. Lần này em về cái cốc 3.0 loại này chuẩn bị sang bầu 3.5 nhé. Cái bộ rễ của nó thì cực kỳ là khỏe. Đây các anh chị nhìn cho em này. Cây nó to mà bộ rễ rất là khỏe. Và mãn hôm nay toàn bộ đều phân nhánh hết rồi. Em chia sẻ trong ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu ạ? 85k một chậu. Cái mãn thiên hồng này nếu mà anh chị mua vào dịp Tết nhá, một cái cây to, cốc 3.5 nó giá trị từ 180 một chậu. Đấy, 170-180 một chậu hồ điệp mãn mà hàng phân nụ hoa. Hôm nay để các anh chị 85 thôi. Cái này anh chị có thể đi đơn ít nhất từ 2 chậu cho em, nhưng mà đa phần khách nhà em là mua từ 3 chậu, bởi vì ghép 3 chậu nó thành một chậu 3 ngồng hoa này nó đẹp hơn. Đấy, mọi người ghép số lẻ nó đẹp hơn, với cả nó chia thêm từng chẽ nữa. Nó có cả những nhánh phụ nữa. Nên là khi mà mình ghép vào chậu mình thấy nó đẹp. Mà mọi người không biết không, chứ còn bây giờ bỏ ra một cái số tiền gọi là 200-300 thì mình chỉ mua được những cái bông hoa hồng mình chơi tầm một tuần là mình vứt đi rồi. Chơi cái này 3 tháng sao là mình còn bỏ ra, mình lại chờ lấy cái cây này mình trồng, nó lại lên nứa hoa nữa. Đấy, rất là đẹp luôn các anh ạ. Đấy, giá 85k nhá các anh nhá. Em đọc lại giá một lần nữa. Đai châu hồng gấm ạ. Hôm qua em về mười mấy cây cơ, nhưng mà lô đợt này cây to thật các anh ạ. Thế nên là cháy hàng, còn đúng duy nhất 4 chậu. Mọi người nhìn cho em chất lượng cây hồng gấm hôm nay nó to đẹp. Giá hôm nay để cho anh chị 130 một chậu hồng gấm. Còn bên đây là cây châu Super Red. Super Red là một cái dòng hoa đỏ đậm. Đấy mọi người này, cái khay của em bây giờ nó cũng không còn nhiều. Cái cây lá ngắn thì nhìn nó nhỏ nhỏ nhá, còn cây dài dài thì nhìn nó to to hơn. Đồng giá cho anh chị là 100k một chậu Super Red, hoa siêu đỏ đậm. Và tiếp bên đây thì em có cái cây hoa Koki. Koki là một cái dòng hàng hoa của nó rất là đẹp, chơi hoa rất là thơm. Mùa hoa của nó nở từ tầm tháng 4 đến tháng 7, tháng 8. À đúng rồi, giá em bán cho anh chị một cây Koki này là 110.000. Hàng lần này em bán 101. Các phiên trước là 120 một chậu đấy các anh ạ. Hôm nay 101 thôi. Thạch hộc tía, mọi người ơi, thạch hộc tía hôm nay thì em sẽ chia làm hai loại nhá. Thực ra cái lô thạch hộc tía này thì nó có cả những chậu thân thấp này nữa. Nên là thôi em sẽ bán anh chị hai mức giá. Cái loại mà thân nó cao một chút này thì em bán là 85k. Còn đa phần là cái chậu thấp thấp lùn lùn như thế này, chậu thì nó cũng nhiều thân. Em chia sẻ với anh chị là 65k. Lô này là em chấp nhận em bán lỗ nhá. Cái thạch hộc tía này em bán chủ yếu là em bán cho anh chị sưu tầm cái giống đây, là cái giống cây quý. Nó là dầm lan thật nhưng mà chủ yếu nó là cái cây mà rất là nhiều công dụng, rất là quý nhá mọi người ơi. Với giá hôm nay là 65k một chậu. Đấy. Hôm nay em có dọn vườn một mã số những cái mã dendro. Cái bông này là bông nắng 114, nở hoa rõ đẹp phết các anh ạ. Này, trông thế nở hoa đẹp phết, bông tím đậm mà sai hoa. Nắng 114 này. Trong đây thì nó cũng có nhiều loại dendro khác nhau. Và hôm nay em sẽ xả cho anh chị này. Giá là 45k một chậu dendro hàng 60. Hôm nay xả hàng nhá, bây giờ nó thập cẩm lẫn lộn nhiều loại đang tập trung vào đây để thanh lý. Nên là lô đợt này là giá từ 60.000 giảm cho anh chị còn 55k một chậu. Đây có cũng có những cây mà nó vừa nở hoa rồi thì nó tàn hoa như này. Nhưng quan trọng là cái giống cây của nó vẫn khỏe thì bán cho anh chị với giá làm giống. 45k một cốc nha. Chưa bao giờ có một cái lô đen đô nắng mà giá rẻ như thế này. Mọi người cứ mix cho em 10 cây 10 màu đi. Có 450 thôi. 10 cây 10 màu có 450. Có những cây rất là to như này nhưng mà quan trọng, nhưng mà nó hơi bị rớt lá chân một tí. Cũng 45. Đấy, nó phải rơi tầm khoảng 15 loại đen rô khác nhau đây anh chị ạ. 5 cánh trắng họng hồng. Một trong những sản phẩm chơi hoa Tết quá đã luôn. Và anh chị nhìn này, hàng nhà em nó nguyên một cái bụi rất là to. Nó giống như một cái rề to đùng luôn á. Và chậu này nó phải rơi tầm chục thân, thậm chí có những cây hơn chục thân. Hàng này em nhập để cho anh chị chơi Tết là thoải mái, tại vì thân của nó bây giờ rất là dài rồi. Đấy, còn đến cái giai đoạn thắt ngọn cho hoa nữa. Và em xin chia sẻ cho anh chị một chậu 5 cánh trắng họng hồng như thế này. Hôm nay chỉ có giá là 150 một chậu thôi. Do hàng hôm nay nhà em về nhiều nên anh chị nào hôm nay mà săn cho em 3 chậu họng hồng như thế này, giá là 450 là em miễn phí ship về tận nhà luôn nhá các anh chị nhá. Hàng hôm nay là em chạy số lượng nên là 3 chậu em miễn ship đối với cây họng hồng này ạ. Thông sơ phan ngôn mọi người ơi, đây hoa của nó màu vàng lưỡi đỏ nhá, bông to rất là đẹp nhá. Bụi hôm nay là bụi sai to này, bụi bầu to nhiều thân. Các anh chị ạ, em còn đúng có duy nhất 4 chậu thôi. Và em để cho các anh là 150 một chậu. Cái hàng màu to này hàng 180. Nay chiên thì anh chị nghỉ lễ là 150k. Cát tay quan gôn mọi người này. Nói về dòng cát thì nhà em về cái loại này em thấy là nó là một cái dòng cát đài rất là nổi tiếng. Dòng cát đài hoa cánh chớp. Đấy, chậu hôm nay nhiều thân chưa các anh?
một cái cây này mà trước đây mà nhiều thân này nó phải rơi tầm hơn 300. Bởi vì ngày trước thì em bán cái chậu nó ít thân hơn đây, nó đã 220 rồi. Cây này là cây can cát Taiwan Gold, hoa cánh chớp nhá. Hoa màu vàng lưỡi đỏ cánh chớp. Hôm nay thì em để cho anh chị giá ưu đãi thôi. Một chậu đẹp như này giá 170. 170 chậu nhiều thân. Hoa của nó siêu đẹp luôn, khuôn bông to. Giải hà hồng ngọc ạ. Đây hôm nay thì em có lên trên vườn lại thêm một số những cái mã hồng ngọc. Dòng này thì hoa của nó cánh bầu tròn, hoa đẹp và rất là xinh. Thì chậu đầu tiên thì em xin chia sẻ cho anh chị một chậu này nhỏ xinh nhá. Em để cho anh chị chậu này với giá là 90k nhá, 90k chậu số 1 nhá. Mã số 2 giả hạc hồng ngọc. Mã số 2 thì chậu nhiều thân hơn, cây đẹp, 120k, mã số 2. Cái hoa của nó bầu tròn ở đúng dịp Tết canh. Mã số 3 của giả hạc hồng ngọc này. Mã này đây ạ, chậu này thân dài nhá, mập lắm. Cây này cũng 120k, mã số 3. Mã số 4 này các anh này, cây này to này, nhiều thân chưa? Nguyên một bụi một dề luôn. Mã này là 140 nhá, mã 140. Và cuối cùng là mã số 5 giả hạc hồng ngọc. Đây nhìn cho em cái chậu của nó, thân siêu mập. Chậu này thân dài mập mạp lắm các anh ạ. Này. Mã này hồng ngọc này, em để cho các anh với giá 150k. Combo tặng thêm cho anh chị con nhái này nhá. Đi ra. Đấy. Đấy, tổng cộng có 5 cỡ chậu giả hạc hồng ngọc ạ. Có rác phượng hoàng lửa, đây bông hoa của nó đây mọi người. Bông rất là đẹp nhá, đây chỉ là bông bói thôi. Còn bông của nó nếu mà anh chị chăm tốt là nó sai hoa lắm các anh ạ. Hôm nay em về cái bầu này này. Bầu này là bầu cây tơ, đẹp, nhiều thân, 120 một chậu, bờ đát phượng hoàng lửa. À, hoa hồng đỏ, một trong những dòng hoa nở Tết và như những cái suối hoa đẹp. Hôm nay thì giá thành nó cũng rẻ vừa vừa phải thôi cả nhà ơi. Đây ạ, em có duy nhất một cái bảng này rất là dài, chỉ có một bảng dài duy nhất thôi. Bảng này cũng nhiều thân mà dài nhé. Đây ạ, so với những cái bảng kia thì nếu mà thân của nó có thể dài gấp đôi các anh. Con này em để anh chị là 220k, một bảng giá hoa hồng đỏ chơi Tết. Duy nhất một bảng dài nữa là hết, con này không đánh mã. Và tiếp theo là một số mã mà còn lại. Mã này nhá, thân thì nó không dài bằng thân kia nhưng mà nó nhiều thân hơn nhiều đấy các anh. Con này là mã số 8, em ký hiệu một giò giả hạc hoa hồng đỏ số 8. Con này em để cho các anh là 170k. Đây các anh nhìn này, di di thân mà thân mập. Mã số 9 giả hạc hoa hồng đỏ 150k. Mã số 10 với giá 150 nó quá rẻ rồi các anh. Một bảng này anh chị về có thể cắt ra làm hai bảng luôn đấy. 150k mã số 10. Cái bảng 150 này nó nhiều thân nhưng nó hơi ngắn một chút nhá. Và mã số 11 này rất là nhiều thân luôn. Úi dồi ôi, đếm ra cũng phải gần 40 thân luôn ạ. Mã này 170. Đây em còn có đúng 5 bảng giả hạc hoa hồng đỏ thôi. Hai châu hồng cánh sen nhá, hàng này hàng chậu gỗ. Đợt này thì cây lớn, cây đẹp mà giá lại rẻ luôn ạ. Hôm nay em chia sẻ anh chị một cây đẹp như thế này chỉ có 190k thôi. Cái hàng này là hàng Tết năm ngoái em vẫn bán 250 một chậu đấy ạ. Hôm nay 190 nhá các anh nhá, hàng cũng còn ít. Kiều tím yên tử nhá các anh nhá. Cái lô này thì cây của nó còn đanh nhá. Sau lô này anh chị phải đợi tầm 1 tháng nữa thì mới có những cái cây kiều tím yên tử đẹp như thế này. Dòng này thì hoa của nó tím đậm. Một chậu kiều tím yên tử hôm nay em sẽ để giá ưu đãi cho anh chị 130 thôi. Hàng này đáng ra em bán 150 đấy ạ. Nhưng thôi hôm nay em để anh chị 130 một chậu. Nó có tầm hơn chục chậu là hết, hôm qua khách mua nhiều quá. 130, hoa tím đậm, cực kỳ là đẹp. Còn phía bên đây là kiều mỡ gà. Mỡ gà em cũng còn có ít. Đây là mỡ gà cũng chỉ còn tầm chưa đến chục chậu. Mỡ gà này hàng đầu em bán 150, hôm nay cũng để 130 nốt. Đây, còn mấy chậu mỡ gà này cũng để 130 nốt. Em còn có một loại mỡ gà size to cơ. Đây là chậu kiều mỡ gà size lớn đấy các anh này. Ra cái lô này người ta gửi cho em chậu to chậu nhỏ nhỏ. Nên để mà công bằng nhất thì em sẽ quay cho anh chị theo chậu nó dễ hơn. Chứ không bây giờ mà bán đồng giá cho anh chị thì rất là khó. Người nhặt trước thì cây đẹp mà người nhặt sau cũng giá như thế thì cây bé hơn. Nên là hôm nay nhá, để công bằng hơn em chia anh chị theo từng mã. Em chỉ còn vài chậu thôi là mọi người sưu tầm này. Cái mỡ gà cây to thì bao giờ cũng thế, nó thành tác phẩm to mà thân nó đanh nó khỏe hơn đẹp hơn nhiều. Đấy, mã này em ký hiệu là mã số 1 nhá. Mã số 1 của cây kiều mỡ gà. Đấy ạ. Chậu này thì em để cho các anh này, con này 230. Con này 230. Rất là đẹp luôn. Chẳng qua là thân nó lùn lùn một chút. Mã số 2 kiều mỡ gà. Con này rất là nhiều thân luôn, lá mít tròn này. Con này để anh chị 250. Mã số 2 kiều mỡ gà 250, chậu này nhiều thân nhá. Mã số 4 này. Thân dài. Đây này, những cái thân dài thường là mắt nụ nó nhiều các anh ạ, mắt nụ nó nhiều. Mã này 270k. Mã số 5 cũng 270k. Đẹp mà. Các anh chị lô này đẹp lắm. Có độ tầm chưa đến 1 cân vảy rồng đâu. Chắc 1 cân đấy các anh ạ. Xả cho các anh 100.000 một cân nhá. Nó cứ màng màng nhỉ.
Cái vảy rồng thì nó hoa nó vàng, nó dễ ghép mà siêng hoa lắm ạ. Hàng rừng mà. Hàng này em bán 150, này xả 100. Rừng nhá. Em thanh lý, vẫn đang thanh lý cho anh chị giá rẻ cho anh chị này. Lý do tại sao em không bán lan rừng mọi người nhìn này. Ngày nào cũng phải nhặt lá vàng. Cái lan rừng hôm nay thì em có hai loại, trúc Phật Bà và trầm vàng. Đều là hai cái dòng mà anh chị rất là thích mà hoa lại đẹp. Đấy, giống này thì nó đắt tiền hơn một chút. Loại trúc Phật Bà này thì đợt này em đang bán anh chị 400 một cân. Loại này là bán lẻ ra 500 đấy. Nay em xả 400 một cân, các anh chị có thể mua 3 lạng, 5 lạng cũng được. Còn đây là trầm vàng. Cái trầm vàng thì nó sẽ hơi khô. Và lưu ý là hàng rừng mùa này cây nào cũng khô. Đấy, hàng rừng mùa này cây nào cũng khô. Cái trầm vàng này em để cho các anh 220 một cân. Hàng này giá bán 330 một cân, hôm nay xả 220. Hai cái lô kiểu tím miền Trung nhá, hàng thân lùn nhá mọi người nhá. Mớ này em gọi là mớ số 1 này. Hàng lùn này nó còn nhiều lá các ạ, chứ còn hàng dài nó ít lá nhìn xấu hơn. Mớ này em bán 90k. Mớ số 2 này, hàng này thì côn lùn, thân nó chỉ ngắn một tầm gang tay đổ lại thôi. Cũng có nhiều cây lá mít tròn tròn nhá các anh. Đây có bên đây thì dài hơn một chút này. Để anh chị mớ này là 100. Đây có hai mớ thôi. Bán lốt. Cái lô lan rừng này em thanh lý xả lỗ nhá. Bên đây là quế tháng 8, quế này là quế xếp nhưng mà xếp này xếp chung với cả quế cái lướt lẫn lộn nhau. Cái quế tháng 8 mà hàng xếp rụt ấy thì nó rơi tầm 800, 650, 800 cũng có, 1 triệu cũng có, nó tùy theo tình trạng cây, tùy từng đợt. Cái loại này là quế xếp chung và quế lướt thì em để cho các anh chị đồng giá là 220. Hàng này bán lẻ đợt vừa rồi là 350, hôm nay em xả hàng ạ. Và bên đây là còn có ít kiều vàng nữa. Đấy, kiều vàng thanh lý nhá. Em bán những cái lô này là em bán lỗ luôn, rẻ hơn cả giá nhập nhiều. Cái lô kiểu vàng này thì đây, cái lá của nó khi gửi đi nó sẽ hơi vàng đấy. Còn đâu là anh chị chủ yếu là trồng cái gốc của nó thôi, lấy gốc, lấy mầm gốc thôi. Kiểu vàng này hôm vừa rồi em bán 230, hôm nay em xả anh chị 130 1 kg. Cái lô vàng mắt đen ạ. Hôm nay thì em cũng về thêm một số lượng ít nữa, nhưng mà thực ra thì cái đen lô vàng mắt đen nó cũng tùy nhà vườn nữa các anh ạ. Ngày trước thì giá thành nó cao, nó rơi tầm 350 một thân, khi mà nó trưởng thành cắt ngọn như thế này 350 này. Nhưng mà dần dần thì bây giờ nó cũng nhiều rồi. Mà một số nhà vườn người ta vẫn cứ gom hàng, kim hàng ấy, người ta bán xuất cho mình cũng giá cao được. Lô này nhà vườn này người ta bán xuất theo chậu, còn mấy nhà vườn kia thì người ta lại bán theo thân các anh ạ. Đấy, nên là lô này em thấy là nó cũng giá rất là hợp lý. Hoa của nó thì màu vàng, họng của nó là mắt đen rất là đẹp. Cái loại này sai hoa gần như từ gốc đến ngọn. Những cái thân nào năm ngoái nó ra hoa xong á, những cái mắt nào chưa hoa nó lại lên ki. Đấy, một chậu nó bây giờ nó lên mầm nhiều như này. Đấy, chậu này là chậu đầu tiên, em để anh chị mã số 1 nhé. Mã số 1 em chia sẻ anh chị chậu này 220. Tính ra rất là nhiều thân, nhiều mầm luôn các anh ạ. Nhiều mầm lắm, 220. Mã số 2 ạ. Mã số 2 này, toàn thân mầm thôi, thân tơ thôi. 2 này, 3 này, 4, 5 thân mầm tơ. Đây có cả cái thân này nó lên ki ở trên thân này. Đấy, lên ki, lên rễ thì anh chị lại cắt ra ươm ki như bình thường. Mã số 2, em để cho các anh là mã này 190k. Mã số 2 này. Mã số 3, 3 thân. Cái này là thân già em cắt hết đi rồi các anh nhé. Đấy, chỉ để lại thân tơ năm nay thôi. Mã số 3 này, đen đô vàng mắt đen. Một chậu 3 thân dài như thế này. Em để cho các anh với giá là 170k. Mã số 4 ạ. Chậu này 3 thân mầm, 2 thân. Năm vừa rồi nó lên ki. Mọi người lưu ý này, riêng đen dô đến lúc mà thắt ngọn nên mọi người hạn chế tưới nước nhá, để cho nó kích thích hoa, chứ không nó sẽ lên ki đấy các anh ạ. Mã này thì em để cho các anh với giá là 100 mấy nhỉ, 180 nhé, mã số 4. Đây có 4 chậu đen đô vàng mắt đen, anh chị thích chậu nào thì bảo em ạ. Em còn duy nhất 2 bảng hoàng thảo vôi nhé các anh nhé. Vôi này là vôi thuần rồi thì về các anh chị vì chỉ việc treo lên chơi thôi. Cái bảng này thì bảng số 1 rất là to và đẹp, dài, nhiều thân. Bảng này em để cho các anh với giá là 150k, bảng số 1 nhé. Bảng mã số 2. Bảng số 2 thì thế này, có 1-2 thân là nó hơi bị tóp, có thể là do em tưới nó chưa được đủ nước này này. Đấy, nó một vài thân này. Đâu là thân nó vẫn căng bình thường. Đây mầm gốc lên nhiều lắm các anh ạ. Nói chung là ghép bảng như này thì hoa của nó đẹp, vôi tím. Cái bảng này thì em để cho các anh 101. Thực ra bây giờ các anh chị mua 101, mùa mua vôi thì làm sao mà được nhiều mầm như thế này. Đây đều là mầm chơi hoa năm nay các anh ạ. Đai châu ngọc trai đen ạ. Trời ơi, rất là nhiều loại đai châu luôn. Phải nói là một năm nay là em chưa về cái ngọc trai đen này đâu các anh ạ. Bởi vì cái ngọc trai đen này hoa nó đẹp lắm. Cánh nó thơm, cánh sáp bóng rất là đẹp. Cây lần này cây to. Hồi đầu lần đầu tiên em bán cái ngọc trai đen này 250 một cây mà cây nó không được to như này. Đúng là cái thời điểm đầu tiên khi bán lan nó đắt, giống nó đắt. Hôm nay thì em chia sẻ chị một cây ngọc trai to đùng này nhá. Giá là 160k một chậu. Cây ngọc trai đen nhá. Mà cái ngọc trai đen nó là dòng đai châu lai nên hoa của nó nở quanh năm. Được chơi quanh năm suốt tháng và được chơi hoa rất là thơm. Đấy. Hàng rất là đẹp nên anh chị ạ, hàng vừa mới về.
hoàng nhạn 4N nhá. Hôm nay em về một cái loại size hoàng nhạn 4N thì cây của nó khá là nhỏ. Nhưng mà mọi người ơi, nó lại là cây đôi, tức là một chậu nó là hai cây. Đây là cái dòng lá 4N này. Loại này chậu nhỏ nhưng mà mọi người được hai cây nhá. Em để cho các anh là 150 một chậu hai cây như thế này. Đây là 4N. Hàng size giống nhưng mà tính ra thì một cây mọi người mua chỉ có 75k thôi. Tại vì cái 4N nó là một cái dòng nhạn VIP mà. Đấy, hoa thì rất là đẹp. Hoàng nhạn 4N. Đấy các anh chị ơi, hôm nay em về cái loại này là hàng chậu gỗ. Nhưng mà size cây thì thứ nhất là nó sẽ không được nhiều cặp lá như cái lô trước. Đấy, thì cái giá này nó rẻ hơn các anh ạ. Chứ còn những cái lô trước thì về nó rơi tầm nhiều cặp lá hơn thì nó phải tầm 350 đến gần 400 một cây ạ. Hôm nay thì loại này thì em để cho các anh với giá là bao nhiêu ta? 160 thôi nhá. 160 một cây hoàng nhạn 4N. Đây, hàng hôm nay là hàng chậu gỗ, size chậu VIP đấy ạ. Hạc vĩ thiên cung lự bố các anh ơi, hôm nay thì em có những cái hàng bảng và cả hàng chậu nhá. Cái hàng bảng thì đây, mọi người nhìn cho em này, một cái bảng hạc vĩ thiên cung nó rất là nhiều thân như thế này. Đấy, và anh chị về chỉ việc treo cái này thôi, bởi vì đây là những cái bảng mà đã ghép sẵn rễ vào rồi. Ghép sẵn và nó lên rễ rất là đẹp rồi. Đây là những cái bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Hôm nay một bảng nhiều thân như thế này em để cho các anh là 150 một bảng. Ngoài ra thì em có cả hàng chậu, đây là hàng chậu hạc vĩ thiên cung. Đấy, hàng chậu này ngày trước em còn bán 170 cơ. Các anh ạ, nhưng mà lô hàng bảng về nhiều nên là em sẽ xả anh chị cái lô hàng chậu. Đây là hàng chậu hoàng vĩ thiên cung này, có những cái chậu rất là nhiều thân. Hôm nay để cho các anh là 120.000 thôi nhá. 120.000 một chậu. Tiếp nữa là trầm rồng đỏ. Đây, trầm rồng đỏ, một chậu trầm rồng đỏ nhiều thân, ít nhất trung bình từ 5 thân trở lên. 120.000 đồng một chậu trầm rồng đỏ. Siêu trầm 5 cánh trắng blue, trung bình 5 thân trong một chậu nhá. Em còn có 3-4 chậu thôi ạ. Riêng loại này bán rất là đắt khách. 130, hàng này 150, hôm nay em giảm giá còn 130 siêu trầm 5 cánh trắng blue. Và tiếp bên đây là trầm trắng này các anh này, trung bình nó có 5 thân trong một chậu. Đây, đây là trầm trắng, thân ở này cũng khá là mập đẹp nhé các anh chị nhá. Trầm trắng á, hoa trắng tinh. Loại này là 130.000 đồng một chậu trầm trắng. Đấy, trầm trắng là 130. Rất là nhiều những dòng giả hàng phi điệp hôm nay. Và đây là chậm Mỹ này các anh ơi, chậm Mỹ nhà em còn số lượng ít thôi nha. Đây ạ, các anh chị nhìn cho em này, những cái chậu chậm Mỹ rất là nhiều thân và thân rất là đanh, rất là khỏe. Đợt này nhiều thân phết ạ, 160.000 đồng một chậu chậm Mỹ. Cái hoa chậm Mỹ của nó là cái hoa của nó là màu tím, tím trắng, cánh chớp đẹp lắm. Cái hàng này như kiểu hoa đột biến ấy. Trước đây nó bán theo thân này này, chậm Mỹ ạ. Cánh trắng họng tím nhá, cái lô đợt này nó xuống lá sớm này các anh này. Tầm này đã có một số cây đã thất ngọn và xuống lá như thế này rồi cả nhà ơi. Đây là cái hàng là xuống lá sớm á. Cũng có thể nó nở trước Tết hoặc nó nở vào chuẩn Tết các anh chị ơi. Hàng này là em bán cho anh chị là 150 một chậu cơ. Nhưng mà thôi, hôm nay cái lô này em sẽ xả nhá. Mọi người nhìn cho em này, trung bình rơi tầm 4-5 thân cho một chậu. Đây em nhắc thử anh chị một chậu. Mầm gốc cũng đang lên. Chậu này hôm nay thì em để cho canh là 100.000. 100.000 một chậu thôi. Xả nhá, xả 5 cái trắng họng tím nhá canh nhá. Lô 5 cái trắng họng tím này em có chưa đến chục chậu ạ.